Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với video cập nhật tin tức của kênh Social TV nhé. Xin kính chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Hãy tiếp tục đăng ký, like, ủng hộ giúp cho kênh Social TV của mình với nhé. Và mới đây thì kênh YouTube của mình đã được liên kết bán sản phẩm. Thì mọi người hãy nhấp vào cái giỏ hàng ở trên kênh của mình có các sản phẩm. Nếu mà cả nhà có ưng ý sản phẩm nào thì hãy mua ủng hộ cho kênh mình với nhé. Xin chân thành cảm ơn cả nhà nhiều lắm ạ. Hôm nay thì Tuyết Nhung mới có một cái chia sẻ mới đó mọi người. Tức là Tuyết Nhung đi học make up để có thể tự make up cho bản thân. Tại vì sắp tới đây thì theo Tuyết Nhung chia sẻ ngày 15 tháng 11 năm 2024, thì Tuyết Nhung cũng như Thiên Ngân sẽ bay đi Mỹ để chuẩn bị hát cho show của Trung tâm Thúy Nga, show Paris by Night 138, 30 năm làm nghề của danh hài Hoài Linh. Thì bé Tuyết Nhung chia sẻ nội dung bài viết hôm nay như thế này: súng xính học make up cá nhân cấp tốc để qua Mỹ make up hàng ngày cho xinh xẻo ạ. 15 tháng 11 này em Nhung bay Mỹ để chuẩn bị cho show kỷ niệm 30 năm của cậu Tư Hoài Linh rồi. Cả nhà đã có vé hết chưa? Hình như còn vài vé nữa là sold out rồi ạ. Tranh thủ đặt vé để có chỗ ngồi ưng ý xem chương trình đặc biệt này nhé cả nhà. Em mong em Nôm gặp cả nhà dữ lắm luôn rồi. Và Tuyết Nhung chia sẻ một bức ảnh mới hôm nay Tuyết Nhung đi học make up cũng khá là xinh xắn nha mọi người. Nhiều fan khi biết được hôm nay Tuyết Nhung chăm chỉ đi học make up đều có lời khen. Riêng anh ca sĩ Sắc Long thì để lại bình luận là 10 điểm, không có nhân nhị gì hết nha em. Tuyết Nhung trả lời ha ha ha, ok hén anh. Khán giả thì thấy bức ảnh chia sẻ show rồi thêm bức ảnh Tuyết Nhung tự make up gương mặt của mình. Chúc mừng em Tuyết Nhung show diễn thành công rực rỡ nha. 10 điểm luôn nè. Không có cái gì mà làm khó được bé Nhung hết nha cả nhà. Bên cạnh đó nhiều khán giả cũng tỏ ra khá quan tâm đến ca sĩ Mạnh Quỳnh. Liền có lời chúc được đi ra hải ngoại hát rồi sẽ gặp ba Quỳnh của tụi con nữa. Chúc mừng các cha con lần này hát chung một show. Thì đó là những thông tin hôm nay của Tuyết Nhung nha cả nhà. Riêng ca sĩ Sắc Long cũng có lời mời gọi cả nhà mua vé xem show sắp tới đây của Sắc Long với lại ca sĩ trẻ Bạch Công Khanh. Cả nhà mình ơi, ngày 29 tháng 11 tối thứ sáu tại phòng trà không tên, liên hệ anh Bảo Bảo để lấy chỗ ngồi đẹp nhất nha cả nhà. Đêm nhạc chân tình sẽ là những bài hát chân tình nhất mà hai anh em muốn gửi đến cho quý khán giả. Cũng là lần đầu tiên Long được hát chung sân khấu với anh luôn, hi hi. Hôm đó cả nhà mình có thời gian thì đến nghe nhạc cùng Long nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương và ủng hộ cho Sắc Long. Thì mọi người nếu mà muốn xem show ngày 29 tháng 11 sắp tới đây của Sắc Long cùng với ca sĩ trẻ Bạch Công Khanh thì hãy nhanh tay liên hệ với số hotline của anh Bảo Bảo để mua vé nha mọi người. Nhiều fan bình luận là chàng ơi hai sói ca thì biết chọn ai đây, hi hi. Sở trường dòng nhạc của cả hai sẽ làm cho đêm nhạc phong phú và thú vị hơn nè. Nên bà con nhanh nhanh mua vé xem trực tiếp đi. Cơ hội tuyệt vời để thưởng thức giọng hát và ngắm nhìn hai anh ca sĩ đẹp trai này nhé. Còn mình mê trai đẹp nên luôn có mặt, hi hi. Chúc mừng cho show sẽ được sold out nè. Thì khán giả nhận xét là hai anh em rất là đẹp trai nên chắc chắn show này cũng sẽ cháy vé đây cả nhà. Thì nếu mà có những thông tin mới gì về Sắc Long thì Tuyết Nhung mình sẽ cập nhật vào trong video sau nhé. Kế đến mình cập nhật tin tức mới nhất của Phạm Thiên Ngân nữa nha mọi người. Hôm nay thì Thiên Ngân cũng khá là tâm trạng, có chia sẻ cái điều này ở trên trang fanpage của Thiên Ngân cùng với một cái bức ảnh dạo trước Thiên Ngân đi Sapa cùng với chị Tuyết Nhung có chụp. Thì Thiên Ngân chia sẻ như thế này: em không cô đơn nhưng đôi lúc em có cảm giác mình bị lạc lõng giữa thành phố ồn ào này. Không biết là cô bé này đang gặp phải vấn đề gì hoặc có tâm trạng hôm nay cũng tâm trạng cũng không có vui mấy, nên nhiều fan để lại bình luận động viên cũng như khen cho bức ảnh mà Thiên Ân chia sẻ khá là xinh đẹp. Vui lên bé ơi, đã có anh chị đồng hành cùng với con rồi mà. Rất nhiều những tình cảm quý báu mà ông bà cô chú anh chị fan hâm mộ dành tặng cho bé Út Thiên Ân, thả like thả tim rất là nhiều dưới bài đăng của bé. Bên cạnh đó Thiên Ân cũng vừa chia sẻ một cái đoạn clip mà Thiên Ân ngồi học nhạc cùng với thầy Nguyễn Hân, ngẫu hứng của hai thầy trò Nguyễn Hân nghe cũng được hen cả nhà. Vậy là mọi người
biết thêm được thông tin là Thiên Ngân trong những thời gian gần đây rất là chăm chỉ đi quay MV, rồi bên cạnh đó học thanh nhạc cùng với ông thầy nữa. Và do đó cũng có nhiều bình luận khen cho sự chăm chỉ siêng năng này. Một số fan còn để lại gợi ý như là con nên hát các bài nhạc mà mẹ Nhung đã từng hát, nghe rất là hợp giọng với giọng của bé Ngân. Trời ơi, giọng con gái nhà ai mà nghe hát hay rồi cao chót vót vậy chàng. Mọi người đã để lại những bình luận khen cho giọng hát gần đây của Thiên Ngân lắm nha cả nhà. Riêng thông tin về quản lý Diễm Phạm thì tối đêm qua Diễm Phạm cùng với một số anh chị em ở nhà hàng chay đã đến tỉnh Tây Ninh. Diễm Phạm có livestream chia sẻ lại mọi người đã cùng nhau đi cáp treo lên núi Bà Đen cùng thăm viếng thắp hương. Thì rất nhiều fan hâm mộ đã vào trò chuyện trong cái buổi livestream của quản lý Diễm Phạm, hỏi Diễm Phạm đi lên Tây Ninh để làm cái gì. Thì Diễm Phạm cũng chia sẻ là Diễm Phạm cùng với các anh em lên Tây Ninh để tìm nguyên liệu chay đó mọi người, để về làm mới thực đơn ở quán chay cũng như bổ sung thêm nhiều món ăn đa chay đa dạng hơn. Thì như mọi người cũng biết, Tây Ninh nổi tiếng nhất là với cảnh thắng cảnh núi Bà Đen. Thì Diễm Phạm buổi tối lên thì cũng hơi vắng tại vì tối rồi mọi người, nhưng mà quản lý Diễm Phạm cũng chia sẻ toàn bộ hành trình đi cáp treo lên núi Bà Đen rất là thú vị. Cảnh quan ở tại nơi đây hết sức là hùng vĩ, cũng như vào ban đêm dưới ánh đèn lung linh trông rất là huyền ảo. Và mọi người cũng có gợi ý cho Diễm Phạm là nên đi vào những ngày rằm thì khung cảnh sẽ đông đúc, nhộn nhịp hơn và rất là đẹp khi vào ban đêm. Thì tối đêm qua quản lý Diễm Phạm sau khi đi núi livestream cho mọi người xem thì cũng về thành phố Hồ Chí Minh ngay trong ngày luôn. Thì cũng khá là mệt nhọc, nhưng mà khi được fan hâm mộ hỏi thăm những vấn đề xoay quanh cuộc sống cũng như vấn đề về nhà hàng chay và các con thì Diễm Phạm cũng rất là vui vẻ chia sẻ cho mọi người fan hâm mộ được biết. Thì fan hâm mộ liên tục để lại những bình luận chúc sức khỏe, chúc cho Bồ Đà Chay có thêm nhiều chi nhánh nữa, món ăn ngày càng đa dạng phong phú. Và việc mà Diễm Phạm tận tối rồi đi tìm những nguyên liệu chay để về bán cho mọi người, phục vụ cho nhà hàng chay, cũng đủ thấy là tâm huyết đã dồn vào quán chay rất là nhiều, phải không cả nhà? Riêng hôm nay cô Thảo, mẹ ruột của Quỳnh Trang, đã chia sẻ một đoạn clip khá là xúc động mọi người ơi. Đó chính là đoạn clip mà lúc sinh thời. Trong đoạn clip này có cô Thảo rồi chị Hai cùng với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Thì không biết lúc đó cô Thảo nói chuyện với chị Hai, hai chị em nhỏ to tâm sự với nhau. Thì khi xem đoạn clip này, rất nhiều fan hâm mộ cũng xúc động và thương vì tình cảm chị em cũng khá là thấm thiết. Thì cô Thảo chia sẻ như thế này: tính ra bà Thảo nhiều chuyện ghê hén, nói gì mà nói thầm hoài mà bé Nhung cũng chịu khó ngồi nghe á. Xem đoạn clip này chắc chắn fan sẽ rất nhớ chị Hai và rất là thương cho cô Thảo, giờ đây cũng đang nhớ bạn Hiền rất là nhiều.